Xin chào mọi người nhé. Nem có cái con Tanaka Makita này. Makita con này hàng mới về, quá đẹp luôn mọi người. Con này óc ác là còn 7 màu luôn nhé. Đời này là có thắng xích nha. Đời có thắng xích. Model ha, model là MDE331. Làm xích này. Còn nguyên zin. Đây, dòng này tay cục nhé, màu ốc xích lam, sử dụng ốc 10 ha. Bô cũng còn rất sáng. Đây mà số series ha. 3002 đuôi. Quá đẹp luôn. Máy móc thì green chuẩn. Dòng tay cục. Đó, rong cành tỉ nhánh hoặc sử dụng gia đình được ha. Mọi người xem phần bên trong bánh giật này, còn rất mới. Rồi, giá con này 1.9 triệu nha cả nhà. 1.9 triệu bao ship nha. Đấy, mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0344 434 1710 để đặt hàng nha. 1.9 triệu bên em bao ship nha. Phụ tùng kèm theo bao gồm dũa tiếp mộ Bori. Đó, quá đẹp ha. Rồi, số điện thoại là 0344 434 1710 nha mọi người. Đó, có sử dụng Zalo luôn ha. Rồi, mọi người kết bạn vào Zalo để mua hàng hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha. Rồi, bye bye mọi người nha.